Tiếp tục ạ. She had the do thì sẽ là cái gì? Sao? Do quá nhiều. Header don homework. Hết được đan ạ, đọc là đan ạ. Header done homework. Đúng rồi ạ. Homework. Câu số 7 ạ. Trước khi what header câu này nó chiêu nhỉ, câu thứ hai what header he what header đua thì này đâm đon. Đúng rồi ạ. Đan, đan nhỉ, đan chứ nhỉ? Vâng, đan ạ. Đan. À, câu số 8 ạ. Sau khi họ they had a gun header they header head header gun gone ạ. Cái từ này thì lại đọc là gone ạ. Gone. Vâng. Header gone header head 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 hay là header nhỉ? Đọc 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 giúp anh cái từ head header header gone header header gone no. Sau khi I sat I sat down and what TV